Hiếu Minh Auto xin kính chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về rất nhiều hàng đối với dòng lọc xì DBX 2231. Thì như các bác đã biết thì đây là dòng lọc xì cho chất âm rất là hay và có tính năng là lén tiếng và cắt xì. Cắt xì đây là nút tùy 3, khả năng cắt xì. Khả năng với hai khả năng đấy với điều kiện là lọc xì phải đủ linh kiện bác nhá. Thì em phân tích ở các bài trước rồi là nếu hàng thiếu linh kiện thì nó sẽ không có tính năng cắt xì. Như tính năng ở đây, ở nút cắt xì đây, nút tùy 3 này, hay nút lén tiếng này sẽ không còn tính năng nữa nếu mà thiếu IC. Thì như em giới thiệu ở video trước thì đây sẽ là bản 2018 với 24 IC bác nhá. Đây em có thể đặt đây, em đến bác nhìn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 24 IC xử lý trên một vỉ mạch và thiết kế hai kênh, hai vỉ mạch. Bản 2017 thì 2018 này thì linh kiện trông bác nhìn trông rất là hầm hố đúng không ạ? Dày đặc luôn. Ngang với hàng bãi luôn. Chạy xử lý IC dán vì IC này như bác biết thì bây giờ thì như sản phẩm bên mạch dán thì rất là bền bác nhá. Giống như bởi các tivi vậy. Rất là bền, các linh kiện rất là chắc, họ để soi ở đây, soi các điểm này. Như ngày xưa em nói thật là em cũng thờ một thời điểm là em đi làm sản xuất điện thoại máy bàn. Thì mình xử lý mới có các chân linh kiện mà hà giá này mình có thể nhìn được hết là đã đủ thiếu thiếc chưa hay thừa thiếc. Thiếu thiếc thì các chân linh kiện đằng sau nó sẽ bị hay chập chờn. Còn đối với giá này có thể nhìn đây là biết được linh kiện thiếu hay thừa chân rồi. Là phát hiện rất là dễ. Nên là cái vấn đề an toàn của đây là về chất lượng là rất là cao bác nhá. Em soi sát luôn. Bác cứ tưởng tượng những con C hay con R. CR này nó tương ứng với một con tụ hay con chở. Linh kiện dày đặc luôn. Vì hàng về hơi muộn em quay buổi tối phải bật flash lên. Không được như ban ngày. Và chạy hai nguồn tăng phô bác nhá. Hai nguồn tăng phô. Đấy, có lớp vỏ bọc ngoài này. Một hộp bọc ngoài. Phía sau nó thì chạy bằng những linh kiện dán, linh kiện cắm với các chở 5 vạch màu, chở tụ 5 vạch màu, tụ này lọc này. Thì ở các video trước thì em đã giới thiệu về tính năng con này rất nhiều rồi. Thì video này thì em xin phép là báo giá hàng về thôi và báo giá cho bác thôi. Đấy, như các bác đã nhìn đây phía trước về tính năng con này. Bấm nút thì em review qua một chút nhé. Hunger này, khuếch đại này, khuếch đại gấp đôi này. Ấn lên đèn đỏ thì có khuếch đại gấp đôi lên cho giải bát chép cao lên. Lút nền tiếng này. Cho bác rơ sâu này. Lao cắt là để đánh súp này. Bật súp thì bác đánh súp thì bác phải đánh bật lên. Lao cắt. Input gain, âm lượng tổng. EQ bát qua và không qua. V3, lút cắt xì bác nhé. Phía sau. Đây mình em quay. Phía sau bác nhìn đây. Phía sau gồm thế nào 6 đường vào và 6 đường ra. Đây. Vì sao em nói 6 đường? Vì bác nhìn đây. Đây 2 4 này, 6. Tương đường đây nó sẽ 4 đường đây. Nó có một thiết kế rắc xoáy kẹp đây bác nhé. Đấy, in. Rất nhiều đường cho bác lựa chọn. Đường K6 ly và K lông. Và có tem QC trước khi xuất xưởng. Hàng mới tinh phun bóc hộp đây. Hàng về rất nhiều em dỡ ra một chút thôi để khoe với các bác thôi. Vì thực ra là mấy ngày hôm nay là em lợi đơn con hai lọc xì 21 rất nhiều. Thì các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em nhé. Qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số viết theo là 0168984-0238 để em có thể lên đơn ship code CD bác. Hoặc các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để các bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm video và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.